nơi biển biên. Nam mô đại từ đại bi quang thế âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi quang thế âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bao dòng mây mưa ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứ độ trần gian. Con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Xin chân thành cảm ơn tiết mục múa của chi hội người cao tuổi thôn Đông Lộ 2. Kính thưa các quý vị đại biểu, mặc dù thời tiết đang mưa rất to và đang gây khó khăn cho các đoàn diễn, nhưng tinh thần của các đoàn diễn và các chi hội, tinh thần văn nghệ của chín chi hội vẫn đang lên rất cao. Vậy xin quý vị khán giả nổ một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho các chi hội ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, tiết mục tiếp theo của chi hội người cao tuổi thôn Hoàn Cảnh muốn gửi đến hội diễn hôm nay là tiết mục hát Tám Tháng Cõi Phật A Di Đà. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Sau tiết mục hát của chi hội thôn Hoàn Cảnh là tiết mục múa Niềm An Vui Vẫn Luôn Có Phật của thôn Đỗ Quỳnh. Thank you.
vào truyền cảm của cụ đã mang đến cho hội diễn. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục múa Niềm An Vui Vẫn Luôn Có Phật do hội người cao tuổi thôn Lâm Thanh biểu diễn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Tiếp nối chương trình của thôn Lâm Thanh là của chi hội người cao tuổi thôn Xuân Chiến với bài múa Vào Chùa. Thank you.
Xin một tràng pháo tay cổ vũ nữa cho chi hội người cao tuổi thôn Lô Quynh ạ. Để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị đến với tiết mục múa của chi hội người cao tuổi thôn Xuân Chiến, cũng đem đến hội diễn đêm nay tiết mục múa vào chùa theo làn điệu dân ca quan họ nhưng với sự thể hiện hoàn toàn mới. Sau đây xin kính mời quý vị cùng đón xem. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chung. Kính thưa các quý vị, với mong ước xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc, Chi hội người cao tuổi thôn Đông Lỗ 1 xin gửi tới quý vị tiết mục múa Hát về Tổ quốc hôm nay theo làn điệu chèo rất độc đáo. Xin kính mời quý vị nổ một tràng pháo tay thật to để chào đón các nghệ sĩ ạ. Nối tiếp chương trình của Chi hội người cao tuổi thôn Đông Lỗ 1 là tiết mục múa của Chi hội người cao tuổi thôn Thiệu Tổ với tiết mục múa văn nghệ thuật. Sông núi biển trời, nghe trái tim sao xưa.
quê hương của các cụ thôn Đông Lỗ Một. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị cùng đến với tiết mục múa được mang tên Văn Nghệ Thuật do Hội Người Cao Tuổi thôn Thiệu Tổ biểu diễn. Xin kính mời quý vị cùng đón xem. Tiếp nối chương trình của Chi hội Người Cao Tuổi thôn Thiệu Tổ là tiết mục của Chi hội Người Cao Tuổi thôn Trung Nguyên với bài múa Mẹ Từ Bi. Thank you.
mạnh vang, mang nước mang che các bạn tiên đùng đỉnh xa về. Woo!
Vâng, xin chân thành cảm ơn tiết mục múa chầu văn rất tuyệt vời của Hội Người Cao Tuổi thôn Thiệu Tổ. Sau đây, Hội Người Cao Tuổi thôn Trung Nguyên xin gửi tới các quý vị tiết mục múa Mẹ Từ Bi. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Nối tiếp chương trình của Chi Hội Người Cao Tuổi thôn Trung Nguyên là Chi Hội Người Cao Tuổi thôn Trung Nguyên với bài múa Mừng Xuân. Múa Mẹ Từ Bi của Hội Người Cao Tuổi thôn Trung Nguyên. Thank you.
cụ luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích. Để tiếp nối chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa Mừng Xuân với làn điệu chèo do Chi hội người cao tuổi thôn Tân Nguyên thể hiện. Xin kính mời quý vị cùng đón xem. Nối tiếp chương trình của Chi hội người cao tuổi thôn Tân Nguyên là Chi hội người cao tuổi thôn Đông Lỗ 2 với bài múa Trăng tròn tháng tư. Điều chèo đậm thắm thiết tha sông đời, trang nghiêm gánh em gọi
cảm ơn chi hội người cao tuổi thân thôn Tân Nguyên đã đem đến hội diễn tiết mục múa rất vui tươi rộn ràng khi đón chào một mùa xuân mới. Tiếp theo chương trình là tiết mục múa Trăng tròn tháng tư do chi hội người cao tuổi thôn Đông Lỗ 2 sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Nối tiếp chương trình của chi hội người cao tuổi thôn Đông Lỗ 2 là tiết mục múa đội lễ lên chùa của chi hội người cao tuổi thôn Hoàng Thạch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất tuyệt vời của các cụ thôn Đông Lỗ 2 đã đem đến hội diễn. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị cùng đến với tiết mục múa được mang tên Đội Lễ Lên Chùa do chi hội người cao tuổi thôn Hoàng Thạch biểu diễn. Xin kính mời quý vị cùng đón xem. Nối tiếp chương trình của chi hội người cao tuổi thôn Hoàng Thạch là chi hội người cao tuổi thôn Lộ Quynh với bài múa Ngôi Chùa Quê Hương. Thank you.
6 với tiết mục dân. Và đến dự với chương trình dân. Vâng, xin chân thành cảm ơn và kính chúc các cụ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Tiết mục tiếp theo của chi hội người cao tuổi thôn Lỗ Quynh muốn gửi đến hội diễn tiết mục múa Ngôi Chùa Quê Hương. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Nối tiếp tiết mục của thôn Lỗ Quynh là tiết mục múa của chi hội người cao tuổi thôn Xuân Chiến với tiết mục múa Con Theo Cha A Di Đà. Quá ngại tấm lòng của bà con.
xin kính chúc các cụ luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Ngay sau đây, xin gửi tới quý vị tiết mục múa Niềm An Vui do Hội Người Cao Tuổi Thôn Lạc Trung thể hiện. Xin kính mời quý vị nổ một tràng pháo tay thật to cho tiết mục cuối cùng của đêm diễn ngày hôm nay ạ. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Làm thân tâm hận sâu tê tái.
Vâng, xin chân thành cảm ơn tiết mục múa của chi hội người cao tuổi thôn Lạc Trung. Tiết mục múa niềm an vui của chi hội người cao tuổi thôn Lạc Trung đã kết thúc chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, kính thưa các Phật tử và đồng dân, chương trình hội diễn văn nghệ mừng đại lễ Phật Đản, Đản Phật lịch năm 2567 đến đây là kết thúc. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Nguyễn Văn Nhì, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Trung Nghen, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Tứ Khu miền Đông Lỗ lên bế mạc hội diễn. Xin trân trọng kính mời cụ. Thay mặt ban tổ chức một lần nữa, xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các cụ cùng toàn thể các Phật tử và đồng dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Good.